Giới thiệu mọi người, hôm nay mình làm một chức năng phun tưới của máy dầu Châu Vàng. Đấy là máy dầu Châu Vàng này thì nó thêm chức năng phun tưới này. Đó, cái bệ này nhé mọi người nhé. Cái bệ này có thể là lắp bộ phát điện này, hút nước này, phun tưới xịt rửa này. Có thể lắp lên đây. Ví dụ mỗi lần mình thay tháo ra, mình chỉ tháo ví dụ bộ hút nước đây, mình tháo ra mình cho bộ phát điện vào là được. Đây, mình sẽ lắp ráp cái bộ phun tưới của máy dầu Châu Vàng nhé. Và cái này thì nó rất đơn giản thôi. Đầu tiên là cái bệ này, nó có bệ này. Bỏ cái đấy đi. Rồi. Cái bệ này là mình có thể xê dịch ngang được này. Và có thể tăng chỉnh lực ở trên này luôn nhé. Đừng có rung. Đấy, và bây giờ mình sẽ lắp ráp cái bộ phun tưới này. Đầu tiên là bắt ba con ốc vào đây này. Bắt ba con ốc, ba cái sân ốc ở đây nó có mình. Đấy nhá, mình vặn ra để mọi người nhìn thấy này. Ở bên côn nhá, ở bên côn này, này bên côn tổng ấy. Nó hai bên, một bên số, một bên côn là mình lắp vào bên côn, ba con chân ốc này mình bắt vào đây. Đây là mình đã thiết kế ba cái chân ốc vào đấy rồi. Đó. Bắt vào đây là được. Bắt chặt ra con này vào là có thể dùng được cho các chức năng là hút nước, phát điện. Mình chỉ thay mỗi cái dụng cụ sang là được. Hút nước, phát điện, phun tưới, được hết. Này rất đơn giản, khi mình không làm nữa thì có thể tháo ra, bắt bỏ ba con ốc ra là bình thường, lại làm công việc khác bình thường. Hoặc là khi mình đi làm ruộng tiếp về máy nó bẩn thì mình có thể xịt rửa luôn. Nếu mà ruộng khô ruộng cạn thì có thể dùng để hút nước. Mất điện thì có thể phát được điện. Nên là mỗi cái chức năng đấy là mình đỡ được một cái motor hoặc là một cái động cơ, nên là nó tiết kiệm kinh tế. Giới thiệu mọi người, đây là cái bô ly để lai ra này, mình lắp vào đây. Cả lên 10 này, tháo hai con ốc về 10 ra này. Đó, lai từ đây ra. Để phun tưới. Đây nó có cái trục gen này nhá, mình đã thiết kế cái trục gen này rồi này. Đó, chỉ là lắp vào cái là cái này nó đã giữ được rồi. Bắt con ốc vào cái là được. Khi không làm nữa thì mình lại tháo ra lắp cái ấy vào. Đó, rất đơn giản. Cái bộ phun tưới đầu nén này lên đây. Giờ mà nó sao nhỉ? À, lắp cái này bên này, bố lắp ngược. Chán đời thật.
đầu nén này là đầu nén cũ nhà mình đang dùng. Rồi cầm nhá. Cái gì? Rồi cầm nhá. Đây, chắn đi vô. Đây. Bắt cái này lên cái là được. Lắp dây có loa cái là ok. Ba này hơi dài. Dài quá. Mặt 8. Đầu nén này đầu nén nhỏ nhé, đầu nén cỡ nhỏ. Nén sẽ hồi được không cần à? Không cần à.
quẽ ra nào, quẽ quẽ ra. Để gang xe rất là bình thường nhé, không cần phải ga to. Trên này này, từ đấy.